Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn từ đêm qua ngày 13 tháng 6 đến sáng nay ngày 14 tháng 6 đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng và ách tắc giao thông ở các địa phương. Cụ thể đã có 23 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Thiệt hại do sạt lở ngập úng tại các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng và thành phố Lào Cai, trong đó có một nhà bị sập đổ hoàn toàn tại huyện Bảo Thắng. Đặc biệt tại huyện Bảo Yên, mưa lớn từ 22 giờ đêm ngày 13 tháng 6 kéo dài đến sáng ngày 14 tháng 6 đã gây lũ ống tại các xã Thượng Hà, Việt Tiến, Bảo Hà, Kim Sơn và Phúc Khánh, làm ngập úng 3 căn nhà và hơn 70 hectare lúa hoa màu của người dân. Tại huyện Mường Khương, mưa lớn làm sạt lở đất gây hư hỏng 9 ngôi nhà và 25 hộ bị ngập nước, ngập úng hơn 30 hectare lúa và hoa màu. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các cơ quan chức năng các địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời khẩn trương thống kê thiệt hại, sớm có phương án hỗ trợ nhân dân.